Rồi, chào bạn, đã quay lại trở lại với kênh của mình. Hôm nay cũng là quay clip một cái xe, nhìn xe đẹp không bạn? Nhìn từ xa đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Đẹp như mơ. À, đẹp như mơ luôn. Nhưng mà hôm nay là chuyên mục bốc phốt nha các bạn. Chuyên mục bốc phốt. Nói chung thì mình ít làm mấy cái dạng phốt như thế này lắm. Với lại là mà cái dạng mà phốt phốt người ta để mà nâng cái uy tín mình lên là cái đó gọi là cái rất là hèn trong cái kinh doanh đó bạn. Nên chính vì vậy xưa giờ mình gặp rất nhiều trường hợp sửa lỗi như thế này rồi, nhưng mà của những cái chỗ khác làm xong rồi đem lại mình sửa lại, không bao giờ mình đăng clip lên trên trang YouTube của mình. À, nói để cho anh em hiểu nha. Và hôm nay chuyên mục này là chuyên mục bóc phốt, nhưng mà phốt ở đây không phải là phốt những anh em thợ làm xe, mà phốt những anh em lái mua bán xe, mua bán xe nha các bạn. Rồi mình sẽ cho anh em nghe tiếng máy xong xuôi hết rồi mình sẽ nói nhiều về cái xe này ha. Rồi đó anh em, cho anh em nghe tiếng máy đó. Thì xong xuôi đi, mình sẽ cho anh em xem sâu vào cái xe. Các bạn thấy nãy mình quay ở phía trước thì xe quá đẹp đúng không? Xe từ xa là quá đẹp, không có còn gì để chê hết. Nói chung mà nhìn là long lanh, long lanh luôn á, gọi là long lanh. Nhưng mà gọi là đã soi vào những cái chi tiết mà gọi là chỉnh chu á, thì cái xe này quá nát luôn các bạn. Và cuối lại chút xíu nữa, cái này là phần 1 nha. Cuối của cái phần 1 sẽ là cái giá bán của cái xe này. Ở đây mình không có bóc phốt những anh em thợ mà thợ làm máy, tại vì thợ với nhau thì mình không có bóc phốt. Mình chỉ nói ở đây là để mấy anh em mà bán xe thì có tâm chút xíu. Còn cái anh chủ xe này cũng chia buồn cùng anh luôn. Mình cũng nói đó rồi, thôi kệ đi, cũ đi thay người không sao cả. Bây giờ nếu cảm thấy mà ưng, thích cái xe, yêu cái xe thì mình làm lại vậy thôi. Không có gì hết. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vào chi tiết của clip này. Rồi đây. Nổ máy anh em nghe rồi. Thì bây giờ mình tiến lại gần để mình soi coi cái xe của ông anh này nó như thế này rồi mua bao nhiêu tiền. Nghe. Rồi. Đầu tiên á, nhìn bề ngoài á, cái xe rất là đẹp. Cái xe rất là đẹp luôn. Tại vì áo mới nè, áo này là áo mới. À, áo này là áo mới. Nhưng vô những cái chi tiết chuyên sâu nữa bạn, ông thấy cái đồ gắt máy mà rơm gam kiểu này đâu phải đâu. À, là có là đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè, con ốc bắt bô chỗ này cũng đâu phải đâu. Các bạn xem cái clip, mấy cái clip rim Thái quay Thái của mình nhiều á là các bạn sẽ biết liền. Đây nè, cái thứ ba nữa nè bạn, xe xe này là xe dọn mới nha các bạn nha. Xe này là xe dọn mới nha, chứ không phải là xe 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 đã máy nha. Nè, lò xo đồ móc sai quy tắc hết các bạn, sai hết, móc tầm bậy tầm bạ, lò solo móc tầm bậy tầm bạ hết nè đó. Rồi các bạn coi con ốc máy nè, ốc máy ốc lô luôn nha, ốc máy với lại cốt treo máy là cái con này nè, là rớt cái máy rồi, ốc lô luôn ha. Nếu con ốc này là ram lại xi lại mà xi kiểu rẻ tiền á các bạn, nước xi rẻ tiền á, nó thẳng là vậy, không thay nổi cái độ thâm nhớt luôn nè ha. Rồi dưới đây ốc nè, ốc nè, ram lại màu nè, rổ đó hết trơn nè, tán đâu rồi xiết tầm bậy tầm bạ hết rồi, hư hết nè. Cái bát này, cái bát mũi tên mà không thấy cái mũi đâu luôn à, nó rổ như là cái da cam gì đó đó. Đùm nè, đùm đó bạn coi nè, đùm nè, mớp nè, dấu nè đó, dấu này thật thật thấy không. Rồi cái gấp này gấp lô luôn, gấp lô hàng chợ luôn. Được được cái bô này hàng 2543, hàng mới. Cặp lốc thì sơn lại, máy thì bắn cát, máy thì cũng có bắn cát. À, coi cái máy bắn cái máy nè bạn, xịt xịt sơn
cái đầu bò thì bắn 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 cá cũng được được đi, còn cái cặp lóc giữa là thôi rồi luôn, sệt sơn cho bạc bạn. Mấy bạn coi nè, thường thường bạn thấy mình quay mấy cái này là quay cận cận cảnh lắm nha. Đó rồi trên đây nè, trên đây là bình xăng con cũ sủ mềm nè, bình xăng con chạy không được luôn, nãy mình chạy cái lớn mình chạy hồi chạy không có được. Rồi lên trước nè, phục rồi sơn lại mà phục lô luôn bạn. À, phục lô, phục này là phục lô nha các bạn. Chữ lô nó có nằm bên đây nè, các bạn nhìn nó biết thấy chữ cây pha nằm đây không? Để mình zoom cho bạn thấy. Đâu rồi? Đâu đâu sao không gương được đâu. Đấy đó đó đó. Chữ cây pha nằm đó bạn, đây nè, nằm đây nè. Nè, chữ cây pha, phục lô ha. Phục trước phục lô. À, được được cặp nền sang Muxi. Nhưng mà cái đầm thì không biết là đầm gì, chưa mở ra nên chưa biết. Cái phía trước nè bạn, xét luôn hết rồi, ốc ác nè, cốt nè, đóng tà đầu hết trơn nè. Rồi sỏ cốt sai nữa nè, sỏ cốt từ bên 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 phải qua bên trái sai nữa nè. Rồi xong lên trên đây, lên trên đây nè. Đây cái chụp ngoài thì chụp zin hàng mới, còn ở trong thì đồ lô các bạn lô. À, mấy cái pha viết này là lô hết rồi, còn cái này nữa. À, cái này quá trời nó cứng nè, cái trong này nè, cái trong này chén cổ à, dấu à, dặn nè. Rồi cái cao su này lô luôn, mấy cao su sườn lô trơn luôn. Rồi còn cái nạ cho anh em coi, bởi vì nhìn thì đẹp vậy thôi nhưng mà thực chất là đồ lô các bạn. Các bạn nhìn nạ si nữa ha, đồ lô ở trong nè, của mình là nó có chữ gốc chữ NG nắm đây nha các bạn nha, mà ở trong nó đẹp lắm. Chứ nó không phải như thế này, sao nó không zoom được ta, đây đó, chứ nó không phải như để mình zoom lại cái này kia đó, ở trong nó sần sùi ghê lắm mày. Cái này đồ lô ha, đó mở ra để cho anh em xem coi ở trong luôn. Tán cổ không tiếc rồi nè, ốc nó dặn nè, bẫy hết banh hết luôn, xe chạy rất là lơ rất là lắc luôn. Cái xe bản thân cái xe này nó đã mỏng rồi, nó đã nhẹ xác rồi mà làm cái gấp với lại phuộc sau phuộc lô, phuộc trước sau lô hết trơn, rồi gấp hợp xích này lô luôn nên cái dàn chân nó yếu xìu à. À, chống này thì tà mỏng lét luôn rồi còn đẩy nữa bạn nè, đó chống này tà mỏng lét luôn, để mình soi cho các bạn coi hết luôn ha, chưa đâu còn nữa nhiều lắm bạn. Cái yên thì được cái yên mới nè, yên thì vô cái yên mới hàng yên zin hàng mới, mình sang không có được cái miếng cao su này luôn các bạn, không có được cái này thẩm mỹ, không có thẩm mỹ luôn, dây điện sườn hay dây điện sườn lô, yên sườn lô, còn cái này không có miếng cao su để mà lòn lên luôn mất hết trơn đó. Cản thì cũng còn được, cản này chắc cũng xi lại nè, xi lại đó, thì nói chung là nhiêu đó, đó. Rồi xong mình quay chi tiết cho anh em xem sơ sơ trước đi, rồi đại khái nó là vậy. Rồi đánh lên trên khúc trên bao tay này súp be ha, không phải diêm thái, diêm thái nó bóng nó êm lắm, cùm cùm của súp be luôn, hở nè, gắn hở vậy nè bạn nè, các bạn thấy nhìn để cho bạn thấy phân biệt nè ha, hở nè, hở nè, cùm bên đây nút càng nhỏ là cũng súp be nè, bên đây thì đỡ hở hơn chút nhưng mà cũng hở à, cái khúc nè bạn nè đó. Rồi còn cái chỗ này hở nè, cái này là đồ 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 không biết đồ gì mà mình chưa coi, đây đây nó hở nè bạn, bạn thấy cái đường này nè, đó nó cái khoảng cách này nó hở một khúc vậy nè, nó không có sát như này, cái này sát nè nhưng mà cái này hở nè, không biết anh em thấy không đó, đó nó hở vậy đó, rất là khó chịu ha. Rồi xong xuôi hết, tiếng máy anh em cũng nghe rồi, xe này xe kim thái á các bạn, kim thái á, đúng kim thái á. Rồi chốt là cái xe này anh lái này bán cho anh này nhiêu tiền? Theo anh, theo ông anh này chia sẻ cái xe này á, ông anh này mua với giá 120 triệu, không nói điều đâu nha các bạn, 120 triệu
Thì mình nghĩ là 120 triệu thì căng được cái biển số bạn. Đây bạn, mình xin phép che biển số lại phía trên nha. Mình xin phép che biển số để đảm bảo tính riêng tư các bạn. Biển số tứ quý năm, nhưng mà bây giờ nếu mà cái xe biển số tứ quý năm này cũng không không tới cái tầm giá đó. Nếu mà giá nó thì cái xe nó phải cứng chút xíu chứ, làm cái xe gì đâu mà như dạng như thua xe Trung Quốc nữa các bạn, thua xe Trung Quốc bên mình làm nữa thiệt á. Cái đó mình nói thiệt luôn, mà bán 120 triệu đó. Nếu mà nếu như mấy cái đèn là nếu như nha, có nghĩa là anh này anh không có biết gì về xe hết, anh chỉ thấy xe đẹp quá, dọn đẹp cứng keng quá, mà sao có 120 triệu mà biển số tứ quý năm, biển số chính chủ thì anh mới thích quá đi. Đúng theo cái số điện thoại của anh cũng là tứ quý năm đuôi luôn, nên thích quá nên anh mua đó. Thì mua với giá cái xe này 120 triệu, thì các bạn nghĩ từ nãy giờ đồ lô không á. Thậm chí có hôm qua mình mở ra cái vô lăng lửa bên kia là lô luôn, mình còn chưa biết được bộ số bộ nồi rồi tất cả dên bọng nổ trong sao nữa. Để cái này trẻ máy ra xong rồi mới tính tiếp, chút xíu mình sẽ về mình rã ra tại chỗ luôn, mình quay clip lại cho anh em xem luôn cái xe này đó. Là riêng cái xe này mình sẽ quay clip lại cho anh em xem hết từ đầu tới đích luôn đó. Rồi thì khi mà mở ra xong ấy, mình báo cho anh là những cái đồ lô, anh thấy anh rất là buồn mày, thì mình mới nói là thôi thôi kệ đi anh ơi, nhiều khi nó hợp mạng với mình rồi 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 rồi, rồi sao bây giờ á. Ban đầu thì ảnh qua ảnh chỉ kêu mình là chỉnh những cái này nè, anh nói sao cái kim đồng hồ này thì rớt nó mất tiêu rồi, cái đồng hồ lô nữa chứ, cái đồng hồ thì đồng hồ zin nhưng mà cái kim kim lô rồi thay kim lô rồi cái kim đồng mét nó mất tiêu, rớt nó mất tiêu rồi. Rồi đèn á thì là bên đây cháy bên đây không cháy, rồi cùm thì hở tè le vậy, ổng không chịu, ổng tính kêu chỉnh lại. Thì mình cũng ok, mình đang tư vấn khách, mình đang làm đồ bên kia, thì anh mới nói anh đợi chút xíu đi. Thì mình quay qua thì mình nhìn lại cái xe, thì cái xe này mới giống mới dọn, thì mình nhìn xuống cái biển số nó rồi xong rồi, rồi bắt đầu mình xăm mình coi vào bên trong nhiều quá, mình coi tất cả các thứ hết, thì mình báo anh đồ lô nhiều quá nơi chết rồi không được rồi, cái xe này biển số này mà để như vậy là không được. Thì ảnh mới em mình mới hỏi ảnh là mua bao nhiêu tiền, mình ảnh cũng chia sẻ thật tình vậy đó. Đó thì mình mới nói thôi bây giờ cái này phải đập làm lại anh ơi, chứ cái xe anh biển số này mà anh để như thế này là khi mình đã mua một cái thứ đồ chơi, cái này cũng giống như là cái đam mê cái đồ chơi của mình, mà cái mình khi mà mình cầm cái món đồ chơi lên mình cảm thấy nó ức chế là không bao giờ mà anh có cảm giác thoải mái được. Nên là ảnh quyết định là anh đập anh làm lại, chứ ban đầu là ảnh chỉ qua ảnh kêu mình là sao cái xe chạy nó sàn quá. Là em mình mới hỏi ảnh là xưa giờ anh chạy xe gì, anh nói là anh chạy xe tay ga, thì nó đúng rồi cái dòng xe này, thì anh thấy mình thấy xe mới dọn thì chắc mình nhìn sơ sơ thôi, thì xe mới dọn thì chắc xe rim thì thường thường á, cái cảm giác nó chạy nó hơi bê bê mấy xe tay ga chút xíu, chứ nó không có đầm đầm hơi, nó không có đầm như mấy xe tay ga đời mới giờ đó. Nhưng mà khi mình leo lên cái xe mình chạy rồi á thì hỏi ơi luôn, nó như một cái võng luôn các bạn, nó như cái võng vậy đó, nó nhảy đầm luôn, nó nhảy lambada có nghĩa là từ chản ba sườn cổ gấp ghiếc phuộc phiết tất cả mọi thứ đều là đồ lô hết, nên nó chạy như một cái xe Trung Quốc đó. Rồi thì mình xong rồi ảnh mới nói là thôi bây giờ vậy đi, quyết định là đập lại làm lại cho một cái xe nó chỉnh chu. Thì mình nhận cái xe này làm đâu đó khoảng 50 triệu, có nghĩa là ảnh bỏ ra 120 triệu làm cái xe, và anh phải bỏ thêm 50 triệu để dọn lại cái xe từ đầu nữa, tất cả luôn, máy móc này kia tất cả hết, bình xăng con mà không thay nổi nữa các bạn, bình xăng con đi chạy không có được, chạy kỳ lắm. Rồi cái lốc giữa độ dưới sạch sơn rồi nó nhám nó rỗ ghê lắm kìa, nói chung là rất là ghê, cái xe này rất là tệ. Rồi xong xuôi hết thì ảnh mới chốt là làm lại con xe này cho ảnh. Thì đây là phần 1, mình chỉ quay sơ là cái xe nó đang còn ở đây, và chút xíu về tiệm mình sẽ cho anh em đội ngũ rã xe ra rồi mình quay tiếp cho anh em xem. À, còn phần 2 sẽ là cái phần mà trả em nó về đúng với cái chất của cái biển số này các bạn. Đúng với cái chất của cái biển số này. Xe này đúng 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 rim Thái 7 số các bạn, chứ không phải xe tầm 7 đâu. Nè. Xe 100 nè. Mình zoom cho mình em thấy. Đó, xe 100 ME đàng hoàng. Đó, xe đúng rim Thái 7 số, xe chính chủ. Mà làm bán cho người ta cái xe gì? Quá tội đi.
Nói để cho mấy anh em cậu lấy rút kinh nghiệm. Đáng lẽ ra anh này á, mà ảnh biết tới mình sớm á, thì ảnh chỉ mất khoảng khoảng 120 thôi, chứ không phải là 170 đâu. Tại vì mình là người biết coi xe và mình sẽ đi tìm xe cho anh này, và mình sẽ mua cái biển số này, cái xác mà có biển số này khoảng 50 triệu. Cái đó mình nói thiệt, cái xe này bây giờ mà cái xác mà xe rim mà tầm khoảng 50 triệu rồi. Dọn lại 70 triệu là cái xe maximum, là không phải là ra 120 các bạn. Còn bây giờ ảnh mua cái xe này 120 và ảnh phải làm thêm 50 triệu nữa, 50 triệu chưa chắc đạt nữa nè, phụt viết đồ máy móc đổ trong chưa biết sao nữa, là phải ra 170 triệu. Đó là lý do vì sao mà anh em dạo gần đây rất là tin tưởng mình. Mình không có quảng cáo mình hay như thế nào hết, tại vì hồi xưa giờ mình rất là ít khi bóc phốt. Nhưng mà cái xe này ông lái này bán quá là không có tâm, quá là không có tâm luôn đó. Thì mình đem lên đây để cho anh em hiểu được là anh em khi đến đến với dịch vụ của mình thì anh em sẽ được cái gì đó. Và tất cả những cái xe mà mình đi chọn lọc cho anh em không có nát gì thế này đâu, cái đó mình nói thiệt. Rồi bây giờ chạy về thôi, cho anh em rã ra rồi anh em mình đánh giá tiếp ở bên trong, ở phần bộ phận ở bên trong nó còn khung sườn, nó còn dây điện, rồi nó còn điện đài đồ ở trong nữa, rồi lồng bít tông bạc, số nồi và lửa nữa, nó còn nhiều đó nữa. Mà các bạn biết những cái đồ này mà có đúng rim Thái thì rất là mắc luôn á, kiếm lại rất là mắc. Rồi ok, nói chung là chia buồn cùng anh nhưng mà không sao đâu anh, cổ đi thay người đi. Bây giờ đến với mình thì mình sẽ cứu lại em nó, kiểm tra lại tất cả bánh biết rồi như thế nào nữa. Rồi ok, chào các bạn, mời các bạn xem tiếp cái phần về mẫu xe em nó nha. Cái vô cái bô lô mình nghe có khi nghe luôn, giống như là không có một cái gì trong nghe nghe quá cầm cái bô này nhưng mà bù lô quá vậy. Bù lô không cần đâu, cứ gấp lô rồi. Đồng viên mà hết tăng bô rồi. Sườn nó hàng cả nông anh trai ơi. Đây, sườn ở trong.
Ok được. Út mình mở được á. Một qua một mở được, mở được rồi. Một là một lỗ. Ở trong nha. Cà nông nó hàng một cục đây nè, đó. Một ngang nó gãy ngang nó hàng cái này nè. Rồi đây cái máy tưới quy năm trẻ ra nè. Cái lồng thì có cao và đóng rồi luôn. Lồng đóng rồi, bộ số thì còn được. Còn nguyên cái bộ nội là lô luôn. Cái bộ nội TPB lô. Mình sử dụng. Vừa lần nữa lô rồi. Rồi. Cái dên. Có cái dên đi làm hả đâu? Cái dên như là lên ắc rồi. Giờ cũng phải làm lại kiểm tra lại. Nói chung là cái tay còn zin nhưng mà cái ắc dên thì lên ắc lớn rồi. Rồi xong.